cưng quá đi. Nội coi hình con hoài mà nội không chán nghe hả? Nè, để 3 tháng hè ha, nội nói ba má con ẵm con về đây ở với nội đúng 3 tháng luôn, để nội hung cho nó đã. Chào chị hai. Chị hai khỏe không chị hai? À, cô Út, lâu quá không thấy cô ghé chơi. Cô, mời cô ngồi. Cô, ba má bên nhà với anh chị khỏe hết hả cô? Cảm ơn. Ở nhà vẫn khỏe. Khỏe tới khi á thằng con trai của chị làm tức chết đây. Cô Út, cô nói gì vậy? Thằng Phan làm gì mà có cái chuyện chọc tức bên nội? Hơn nữa bây giờ nó đi làm thầy giáo rồi cô. Nó có vợ con đàng hoàng, lương bổng rất là ổn định đó cô. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mấy bữa nghe người ta nói á, nhà cửa chị đàng hoàng khang trang, đủ ăn đủ mặc. Thằng con trai của anh hai tôi á được đưa vô làm công chức. Cả nhà tôi á ai cũng mừng. Có ai ngờ đâu á nó sinh tâm bất lương, làm bại hoại gia phong, làm xấu hổ cả dòng cả họ đây nè. Cô Út, cô nói gì kỳ vậy? Cô có ghét á thì cô cứ chửi thẳng vào mặt tôi nè. Cô đừng có gieo tiếng oán cho thằng Phan. Dù sao nó cũng có một nửa máu huyết của anh trai cô đó. Chính vì nó có một nửa máu huyết của anh hai tôi mà tôi mới xấu hổ nhục nhã như vậy nè. Nó làm gì mà cô nhục nhã? Đây, nó đâu có làm gì đâu, chỉ có lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quyến rũ vợ người ta ngoại tình, phóng hỏa, chỉ có tội giết người nó chưa dám làm thôi. Nè, báo chí đăng tin rần rần nè, tòa nè truy nã đưa cái mặt nó trình hình lên báo nè. Chị không tin thì chị coi cho biết. Chẳng lẽ nó làm chuyện như vậy sao? Không có lý nào. Giờ mình biết phải đi đâu đây? Muốn làm tôi đợi để được ở gần con cũng không được. Tía với em Huệ thì giờ lênh đênh trong nước, biết là có đủ ăn đủ mặc hay không. Bao nhiêu tiền bạc, đồ mắc tiền bà mới mua ở chợ Sài Gòn đều ở trong đây hết. Nếu không nhờ con thì mất tiêu rồi. Dạ không có gì đâu. Cũng không phải một mình con, mà con la lên rồi mọi người cùng giúp mà. Nhưng mà công của con là đầu tiên đó. Thôi để bà gửi cho con ít tiền nha. Dạ dạ không cần đâu bà, con không nhận đâu. Vậy thôi, để cho bà mời con bữa cơm ở bến xe, chứ không bà ấy náy lắm. Dạ không cần đâu bà, con không có đói. Vậy thôi con đi nha. Con nhỏ, con nhà ai, đâu có khá giả gì. Sao nó tự trọng quá vậy? Sao chị khóc vậy? Chị Duyên khổ chuyện gì? Chị Duyên nói thử coi tôi có giúp được gì không? Giờ tôi chỉ muốn tự giận chết cho rồi. Trời ơi, chị Duyên, chị đừng có nói dại như vậy. Tại chị không biết chứ, hồi đó tôi cũng tính tự tử hết một lần.
Thiệt hả? Lúc đó người con gái tôi thương vì ép lấy chồng giàu, mà đối với tôi cổ giống như là một chỗ dựa duy nhất. Mất cổ rồi tôi đâu có thiết sống nữa, nên tôi mới đi treo cổ. Mà cũng may là tôi được cứu sống. Sau này tôi nghĩ lại, nếu như lúc đó mình chết thì mình cũng đâu có thay đổi được chuyện gì đâu. Chuyện vừa nghe qua không phải là sự thật đâu phải không ông? Người ta ganh ghét con mình, người ta đặt điều nói xấu con mình phải không ông? Con mình có ăn có học đàng hoàng, không bao giờ con mình làm chuyện tàn nhẫn vô lương tâm như vậy đâu phải không ông? Một mình con thôi, con là lẽ sống cuộc đời của má. Ông trời ơi, ông làm ơn cho tôi biết sự thật đi. Má sẽ ngạc nhiên lắm. Má làm sao ngờ có ngày con trai của má có trong tay khối tài sản khổng lồ như vậy. Má ơi, con về rồi nè má. Con có mang quà về cho má nè. Má sao vậy nè má? Má ơi, má, má ơi, má tỉnh lại đi má. Má, đang tin từ tháng trước rồi, cảnh sát không tìm được chứng cứ cho nên đã quyết định truy nã con rồi má. Má ơi, má ơi, má, má ơi, má đừng bỏ con mà má ơi, má ơi, má. Muối gì em mà đã bào chị hết rồi nha. Dạ chị ơi, bán em một bánh mì không? À, chị còn hai ổ á, em mua đi, chị tính tiền một ổ thôi. Dạ em cảm ơn chị.
cho em gửi. Cảm ơn em nha. Ủa mà em đi đâu vậy? Chị thấy em đứng nãy giờ lâu lắm rồi, sao em chưa đi? Giờ này hết xe rồi đó. Dạ em cũng chưa biết đi đâu nữa. Ủa trời đất, sao kỳ vậy em? Dạ hoàn cảnh của em khó nói lắm. Giờ Sa Đéc á thì không còn ai, mà về Vĩnh Long á thì không có quen ai hết. Còn ở Sài Gòn á thì người ta không có cho ở nữa. Chị á thì chưa biết hoàn cảnh của em, nhưng mà nếu như mà chưa biết đi đâu á thì thôi ở lại đây phụ chị ít hơn. Chị bán bữa được bữa cái cho nên không có tiền trả công đâu, chị bao cơm thôi, chịu không? Dạ được, như vậy thì em mang ơn chị lắm. Em đang tính coi mình làm cái gì rồi mới đi đâu được. Hoàn cảnh của em từ từ em sẽ kể cho chị nghe. Ừ, cứ từ từ. À, lát nữa chị nói với chú quản bến á cho em ở lại đây luôn, nhưng mà em phải dậy sớm á nha, 4 giờ phải dậy rồi, vì giờ đó là bến xe nó cũng mở rồi, chị cũng ra đây giờ đó, cho nên em dậy sớm em bắt nước nè, pha cà phê rồi lau dọn bàn ghế rồi chị ra tới á mình luộc thịt rồi nhét bánh mì bán luôn. Dạ gì chứ, dậy sớm thì em làm quen rồi nên không có sao. Rồi giờ hai đứa tính làm sao? Dạ em cũng không biết tính sao nữa chị. Bây giờ bà chủ nhìn tướng em với lại thấy em ăn gì cũng ói hết trơn á, nên là nghi em có bầu. Bà nói là nhà bà không chứa chủ quan, làm ăn xui xẻo lắm. Dạ em tính kiếm chỗ mướn để cho duyên ở, chứ chỗ bên em toàn là đàn anh giang hồ không mà, em không muốn ở đó. Dạ em tính nhờ chị Chậu giúp tụi em, chứ em chân ướt chân ráo nên cũng không có biết đâu là đâu hết. Đúng rồi chị, còn em thì suốt ngày dưới bếp á, lo cơm nước rồi lo cho heo ăn, cũng đâu có biết gì đâu. Bây giờ phải ra chỗ lạ ở mình em sợ lắm luôn á. Hai đứa tính gì kỳ vậy? Bây giờ có bầu thì về ở nhau đi, mình làm thì mình chịu. Tính cái gì mà tính này tính kia rắc rối quá. Dạ tại chuyện này nó cũng bất ngờ chị, nên tụi em cũng không có muốn thiên hạ biết, cứ để sau đi chị. Dạ với lại em cũng muốn ra khỏi nhà trước khi bị phanh phui là có bầu á. Mà giờ em bí quá, em không biết làm gì hết á chị. Thôi bây giờ vậy đi, sẵn má chị á qua bên nhà ăn Út chăm nó đẻ, em ở đây với chị ít bữa, phụ chị làm bánh, buôn thúng bán bưng, rồi tính tiếp. Dạ hay quá. Vậy nhờ chị Chậu giúp duyên thời gian nha, em hứa là em sẽ kiếm chỗ sớm nhất. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Để em về em xin bà chủ nghỉ, rồi mai em qua với chị liền, hen. Ba ơi, ba ơi, sao má bỏ con một mình vậy má? Ai đã đưa bài báo đó cho má đọc? Má giận con lắm đúng không má? Con là đứa con bất hiếu. Má đã cực khổ nuôi con khôn lớn, con chưa báo hiếu được ngày nào cho má mà má bỏ con đi rồi là sao má? Má ơi, má ơi. Cái vụ con nhỏ ở của bà chủ dự gạo sao rồi?
Dạ em nghe nói nhỏ nó có bầu với ai không biết. Xong thằng Thành nhảy vô nhận làm tác giả. Rồi xong rồi đưa về tá túc với phụ với em chậu bánh bao á. Con chậu nói con Duyên á là ở tạm đó thôi. Thằng Thành nó đi kiếm nhà mướn ở xóm trên kìa. Nhưng mà nghe nói đâu là cuối tháng mới có nhà nha. Ủa sao kỳ á? Ừ. Sao nghe nói chậu là đang dạy nó làm bánh bao. Rồi phụ chiên bánh tiêu, giò cháo quẩy gì đó bán với nó mà. Đó, thấy chưa, nó nói với mày với khúc đó thôi. Nhưng mà nó nói với tao từ đầu tới cuối luôn. Vậy mày tự hiểu đi ha. Tụi bay sao cứ hơn thua nhau vì một con đàn bà vậy? Tao thì không ưa cái tính đó. Dạ em xin lỗi. Dạ em xin lỗi. Tao thì khác. Ai bị bỏ rơi, ai bị đau thì tao cứu. Đem về làm vợ, nhận con. Chứ tao không có giận. Dạ. Dạ. Bây giờ bỗng xuất hiện một thằng nhảy ranh dám làm những chuyện y hệt như tao. Đại ca, để tụi em xử nó nha đại ca. Không, tôi để cho tao. Phan, má dạy con nhiều rồi, nghèo cho sạch, rách cho thơm, vậy mà sao con không nghe lời má? Má con mình số khổ, bị bên nội khinh khi rẻ rúng. Chỉ vì như vậy nên má quyết tâm phải lo cho con ăn học thành tài, để ba con được vui lòng. Vậy mà hôm nay con nỡ nào con làm chuyện nhục nhã xấu hổ như vậy hả Phan? Phan ơi, má chết không cam lòng. Làm sao má nhìn mặt ba con trong suối vàng hả Phan? Má ơi. Anh Phan. Má ơi. Anh Phan. Má. Sao anh khóc vậy? Đâu có, bụi bay vô mắt, là mắt anh cay thôi. Anh đừng có giấu em, mắt anh còn sưng đỏ lên kìa. Trong đời người, đau đớn nhất là mất đi người thân. Em đã từng mất mẹ, nên em hiểu được cảm giác này. Nếu như anh buồn, anh cứ khóc lớn lên, anh cứ khóc trước mặt em, không phải giấu đâu. Em biết là anh đang buồn lắm, em cũng không biết làm cách nào để chia sẻ với anh hết. Em chỉ biết là thương anh nhiều hơn. Anh nhớ ba tôi rồi. Ba anh mất khi anh mới 5 tuổi. Gia đình bên nội khinh khi đuổi đi. Ba anh thương anh lắm. Từ nhỏ cho tới lớn, đồ gì ngon, cái gì tốt má cũng đều dành riêng cho anh. Chính vì vậy mà anh tự nhủ với lòng mình rằng sau này lớn lên anh sẽ kiếm thiệt nhiều tiền để lo cho má có cuộc sống đầy đủ. Nhưng anh chưa làm được. Anh đã gián tiếp hại má anh. Anh giết má anh Thúy ơi. Anh Phan, anh nói cái gì vậy? Làm sao mà anh giết má được? Bài báo, chính bài báo đó đã khiến cho má anh lên cơn đau tim mà chết. Má anh chết vì thất vọng và đau khổ. Anh đúng là đứa con bất hiếu mà.
Chị, em nhồi vậy là được rồi đó. À, dạ. Em ủ lại đi, rồi chiều chị chỉ cho xào nhân. Dạ. Ủa, gì tính ra dễ chị hen. Em tưởng khó lắm chứ. Cái này biết rồi á thì dễ, chứ cái này nghề truyền thống mà đâu ai chỉ mình đâu. Ba chị hồi đó biết nghề á là cho đi làm mướn cho người ta ở tiệm hủ tiếu bánh bao ở chợ á, rồi học lóm rồi làm tới giờ đó. Mà chị chỉ em hết vậy, chị không sợ sau này em ra nghề em giật khách chị hả? Nhỏ này, giờ má chị già rồi, chị cũng lớn tuổi nữa, đâu ai theo nghề đâu. Bây giờ chị chỉ em á, em học tốt á, mai mốt em ra nghề em giỏi á, em đông khách là chị càng mừng. Nhưng mà rồi chị cũng có chồng, chị phải giữ nghề để lo cho chồng con chứ, đúng không? Chị quá lứa lỡ thì rồi em ơi. Em thấy hả, sau lưng chị người ta kêu chậu bánh bao ế, chậu bánh bao chiều hả? Phải không? Chứ em thấy là nhiều anh thích chị lắm á. Mấy người đó chị không có ưng, thà chị ở giá còn hơn. Mà chị hỏi thiệt nè. Dạ. Em có bầu với ai á mà Thành nó nhận em làm vợ rồi đem gửi cho chị vậy? Chị chắc chắn á, cái bầu đó không phải là của ông Thành. Nói đi, không qua mặt được chị đâu. Em thấy chị thương em thiệt nên mới dám nói. Cái bầu này là của cậu hai bên vựa gạo á. Thấy chưa, tao nghi đâu là chúng đó. Chị, đừng có nói lớn. Em lỡ thương cậu hai mà cậu hai năn nỉ là ráng giấu giùm cậu, rồi đợi cậu ăn học xong xuôi đi làm đồ hết đó mới tính được. Mày giấu làm sao? Rồi bây giờ cái bụng mày trình in đó. Dạ, thì bởi vậy bà chủ mới nghi ngờ, rồi bắt cậu hai là cưới con gái chủ tàu á. Mà chắc là cậu thương em thiệt nên cậu không có chịu, nên là bỏ lên Sài Gòn học, rồi nói là em ráng đợi cậu. Nói nghe không lọt lỗ tai được miếng nào hết trơn á. Bây giờ cái bụng to như vậy đó mà biểu giấu là giấu làm sao? Cũng may là có con Thành nó đỡ đạn cho. Bởi vậy á, em biết ơn Thành lắm. Thành bàn là nhận em làm vợ rồi cho em ra khỏi nhà chủ cho đỡ rắc rối. Chị cho em phụ chỉ đây thời gian nghe. Rồi mai mốt á, Thành mướn nhà cho em ở. Thành còn nói là sẽ nuôi em tới khi nào em đi làm, nuôi con em được mới thôi. Cái thằng thân sơ thất sở còn lo chưa xong á, bây giờ còn cổng thêm em. Mà chị cũng phải nghĩ cách. Chứ má chị hả, bà mê tín dị đoan lắm. Mấy bữa bà về mà bà thấy em bầu bì như vậy, rồi em ở trong nhà nữa, bà đập chị chết luôn á. Dạ, chú kêu con. Vô đi. Ngồi xuống. Mấy hôm nay bắt mày nuôi cơm tao, nay tao trả nè. Ừ, dạ thôi, dạ con không dám nhận đâu chú. Mày biết tao là ai không? Dạ biết. Biết sao? Nói tao nghe coi. Dạ thì chú... Dạ con không dám nói. Biết tao là ai mà dám không nhận hả? Hay để tao đưa tiền cho mày? Dạ dạ không không, để con nhận, con không dám lấy tiền đâu. Tao biết mày đang rất cần tiền để mướn phòng cho cái con vợ từ trên trời rơi xuống của mày á, phải không? Dạ đâu có, Duyên là vợ con mà chú. Dạ tuy là con với Duyên không có cưới hỏi gì, nhưng mà Duyên cũng là vợ con chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống gì đâu chú. Mày nghĩ mày nói vậy là tao tin đó hả? Mày dạt vô cái chợ này mới 3 tháng à, trong khi cái bụng của con Duyên đã 5 tháng rồi. Ờ, dạ thì tại con thương cho nên là con mới quyết định bảo bọc hai mẹ con cổ. Mày càng nói tao càng nghe tức cười đó. Cái đồng cắt bạc mày làm ra chỉ đủ nuôi cái miệng của mày thôi, nay còn đòi nuôi vợ của thiên hạ nữa chứ. Tao nói cho mày biết nha, chỉ có mình tao mới dám làm điều đó thôi. Hả? Thôi được rồi, kể từ nay để tao lo cho mẹ con Duyên.
Dạ, dạ thưa chú, thì con nghĩ sao con nói vậy thôi. Với lại tuy là con nghèo thiệt, nhưng mà con đã quyết là con sẽ cố gắng lo được cho hai mẹ con Duyên. Chứ giờ chú còn phải lo cho 20 thím vợ rồi 20 người con nữa. Thời gian đâu mà chú lo cho Duyên. Chú bỏ bê cổ tội nghiệp lắm. Ê, tao bỏ bê nào? Dạ không phải là chú bỏ bê, nhưng mà con gái người ta ai cũng muốn là có một đời vợ một đời chồng thôi, chứ đâu có ai muốn làm bé đâu chú. Mà đằng này còn làm bé thứ mấy chục nữa. Thôi chú nhiêu đó đủ rồi, chú đừng có tham lam quá, tội nghiệp cổ. Vợ của mày mà mày kêu cổ này cổ nọ nghe cung kính quá ha. Tao chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, mày hiểu được thì hiểu, tự ý rút lui, nếu không đừng có trách tao. Dạ chú nói là chú chỉ cu mang những người bị bỏ rơi thôi, còn đằng này Duyên đâu có bị bỏ rơi đâu, con lo cho Duyên được mà. Nếu cái bầu đó là của mày á thì tao sẵn sàng cho thêm tiền mày để xây dựng tổ ấm, còn đằng này không phải, đừng có hòng qua mặt tao. Tao nói xong rồi, về đi. Dạ vậy thưa chú con về. Cảm ơn chú. Tao chỉ sợ mày bỏ đói mẹ con Duyên thôi. Cái thứ gì ốc không mang nổi mình ốc mà đòi mang cọc mang rêu. Bà ơi, đất bà chủ bị người ta lấy hết rồi. Tôi đem tro cốt của bà theo tía con tôi lên đên trên ghe nha bà. Bà phù hộ cho tía con tôi nghe. Dạ. Ừ? Anh chèo phụ em nha. Thôi anh ngồi yên đó đi. Ít bữa nữa em chỉ anh đối với anh phụ em sao. Anh thấy ghe bên má tới hai người chèo lẫn kìa. Để anh phụ em cho. Vậy là anh muốn phụ em đúng không? Nhưng mà em nói trước á là mỏi tay lắm á nghe. Tại người ta sợ vợ mỏi tay cho nên mới muốn phụ chứ bộ. Trời đất, hôm nay biết gọi là người ta đồ nữa. Chứ sao. Nè, anh nhìn em làm một lần anh bắt trước nghe. Rồi mình cầm cái dầm vậy nè. Đó, mình chèo như này. Anh thấy chưa? Ừ. Giờ làm thử nghe. Thôi, anh ngồi xeo lại. Coi lại giống em nè. Đúng rồi. Ôi trời, anh đừng có chèo ngược như vậy. Anh phải chèo xuôi thì nó mới đi tới được. Anh chèo ngược như vậy là hồi nữa cái ghe của mình đi vòng vòng luôn á. Rồi. Chèo vậy phải không? À đúng rồi, nhưng mà nè, anh nhìn nè. Anh lật cái bảng lại. À, đúng rồi, chèo đúng rồi, giỏi lắm. Rồi, anh biết rồi. Lật bảng cái dầm lại. Đúng rồi, chồng của em giỏi quá. Tưởng gì, chèo ghe dễ như ăn cơm vậy. Ý, mình chèo lẹ đi, qua mặt cái ghe bên kia luôn. Anh có biết từ nay mình sẽ phải cực khổ lắm không? Em chưa biết phải làm gì để cả nhà mình sống đây nữa. Chị Duyên. Anh. Tôi cứ hốt cho chị mấy thang thuốc bổ nè. Chị nhớ sắc uống cho em bé nó khỏe. Thôi, tôi có bị gì đâu mà thuốc chia cho tốn tiền. Với lại em bé dễ lắm, không có hành. Người ta có bầu, hút thuốc dưỡng bầu là đúng rồi. Để chị. Dạ, chị nhờ chị Chẩu nhắc chị Duyên giùm nghe. Nè, cầm cái bánh bao đem đi làm ăn. Ê, dạ thôi, em ăn trái bắp rồi. Cái thằng này, nó chuyện thiên hạ không à, còn mình không ăn uống gì trơn á. Cầm đi làm ăn. Dạ, em cảm ơn nghe. Em đi. Em mới làm bánh bao á mà làm khéo hơn chị luôn á. Cái nào cái đấy ngó đều trân à, đẹp ghê luôn. Cảm ơn chị. Mà em làm chậm quá à, không phụ được chị nhiêu hết trơn á. Có gì đâu. Mấy anh làm gì vậy? Mua bánh thì đứng ở ngoài đi, lấn vô đây làm chi. À thì nói thiệt là nào giờ á tôi không có dám làm cái gì mà phịch lòng em hết trơn trời á. Nóng vậy vừa lắm. Nhưng mà hôm nay
ngoại lệ nha. Duyên, cô vô gói quần áo đi theo tụi tôi liền. Đi đâu? Tôi đang mà mướn cho chị cháu bộ hay ngượng thấy hả? Đúng, tôi đang mướn mấy Duyên phụ trong lúc má tôi đi nuôi đẻ. Đúng, con nói gì cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà sự thật là chặt lắc à. Nè, Duyên có bầu á, là cái bầu này là cái bầu à, không có chủ, gọi là chữ quan á. Còn thằng Thành thấy thương, dớt về đây cho ở nhờ. Trời đất ơi, tưởng chuyện tôi không biết á, khó qua mặt tụi tôi lắm. Mà gu đại ca của anh á, em biết rồi đó, thích nuôi tụi hú lắm. Bầu không chủ, chồng bỏ chồng chê, đại ca tôi bao hết. Nên đại ca tôi sai tụi tôi đến đây đưa cô Duyên về sớm vợ bé của ổng. Không, tôi không đi đâu hết á. Chồng tôi mướn nhà rồi, tôi phải theo chồng tôi chứ. Được, bây giờ phải theo tôi. Còn quần áo mai mốt lại lấy sao? Không có đi đâu hết trơn á. Chà, ngon lắm. Đi chồng. Đi, tôi làm đây. Buông ra, buông ra. Đi chồng, buông ra. Đi chồng, buông ra. Đi, buông ra. Đi, buông ra. Đi, nè, mấy người làm gì vậy? Đồng vợ đồng chồng vậy á, tắt biển Đông cũng cạn luôn nghe tụi con. Tía, vì sao ơi, chèo ghe vui quá. Ai đi bờ đất một mình, phất phơ chéo áo, phất phơ chéo áo như là phu. Một mai thiếp có xa chàng, đôi bông thiếp dự, đôi bông thiếp dự, con chàng thiếp nuôi. Má ơi, má coi con chèo ghe nè, thấy con chèo có giỏi không? Nè, con nhỏ kia, sao dám kêu cậu hai chèo ghe hả? Cậu hai là con già con ngọc, đi ghe là phải đi ghe bầu có người hầu chứ đâu đi chiếc ghe nhỏ xíu mà bắt cậu hai chèo như vậy. Anh bỏ cái dòng xuống đi, há la em kìa. Con thích chèo ghe, chèo ghe vui mà. Trời đất ơi, chủ, bà chủ vô dỗ em bé ngủ đi chứ em bé khóc mẹ em bé không ngủ là em bé bị bệnh đó. Thằng Lương á, nó khóc nó kêu tôi hát ru nó ngủ. Dạ đúng rồi chị đó, là vú không biết hát gì hết trơn á. Dạ tại bà chủ hát hay nên cậu Lương thích nghe bà chủ hát chứ tôi hát bà cậu chủ không chịu đâu. Vô đây, vô đây. Ủa, cái gì vậy chị? Ủa mà chị Duyên đâu? Nói nghe nè, Duyên á, nó bị tụi Ba Quéo với lại Tư Thẹo á bắt về xóm vợ nhỏ rồi. Sao chị lại để Duyên bị bắt? Sức chị sao lại được hàng đó? Sao chị không la làng lên? Đâu có luật lệ nào cho phép người ta bắt người vô cớ như vậy. Bây giờ có la làng lên nó cũng không ai cứu hết trơn á. Xóm này rành mặt tụi nó quá mà. Hơn nữa Hai Thiện còn là trùm băng đảng ở đây, ai dám đụng vô. Làm sao đi cứu Duyên đây? Chị cũng thương nó mà cũng tội em, tự nhiên ra tay nghĩa hiệp chi vậy, rồi bây giờ vướng vô rắc rối. Thôi thế mình yếu lắm, để nó theo Hai Thiện đi đặng được bảo bọc. Chị nói gì kỳ vậy? Em đã hứa là... Hứa gì, chị nghe Duyên kể hết rồi. Em lo thân em đi, chứ kiểu này là không yên với Hai Thiện đâu. Em sẽ làm ra lẽ chuyện này. Theo chị thấy á, bây giờ ăn thua là ẩn Duyên thôi. Nó muốn theo ai nó theo, mà bây giờ nó theo em á thì nó sống khổ, còn là gánh nặng cho em nữa. Ủa vậy chứ chị nghĩ Duyên làm vợ bé thứ 21 của ổng là sung sướng lắm hả? Không sung sướng á thì cũng có cái ăn cái mặc, rồi có chỗ sanh nở nữa. Không, cứu Duyên là phải cứu từ đầu, chứ để Duyên đồng ý làm vợ người ta rồi là hết cứu luôn á. Hai Thiện mà bắt ai về xóm vợ nhỏ của ổng rồi á
là coi như là vợ của ổng. Sao vô lý vậy được? Em đi cứu Duyên. Thành, Thành, bà chủ ơi, bà chủ, có người cứu cậu chủ rồi, không có sao đâu. À, bà chủ đừng có lo. Em kêu anh, anh chỉ muốn hai quà tặng cho em thôi mà. Thôi, dù sao nó cũng có ý tốt mà con. Đỡ nó lên. Cho tôi đi. Thành. Dạ. Thành. Nhưng mà chị Duyên, bây giờ như vậy mình bỏ hết đi chị. Chị đi đi với tôi. Thành đi đâu? Nhà chị Chẩu thì họ biết rồi. Bây giờ trước mắt là ra khỏi nơi này trước đã rồi tính. Nhưng mà rủi họ kiếm được sao? Bây giờ kiếm được cho chị một chỗ an toàn đã, rồi sau đó tôi tính cho. Chị Duyên, nhanh lên. Nguy hiểm chứ Thành lắm á, Thành biết không? Họ mà bắt được là họ đánh Thành chết luôn á. Khổ quá, tới giờ chị còn lo cho tôi cái gì nữa. Tôi tự biết lo cho mình mà. Chị Duyên, nhanh lên đi. Chị Duyên. Chú muốn làm gì con cũng được, nhưng mà chú thả Duyên ra đi. Tao sẽ săn sóc vết thương cho mày cho đến khi lành, giống y hệt như mày đã từng chăm sóc cho tao. Coi như Huệ, không ai nợ ai ha. Rồi tao sẽ tính cách xử mày sao. Em có chuyện gì vậy? Chị ơi, Thành tới chỗ em bị nhốt á, định cứu em ra, nhưng mà bị Ba Quéo với lại Tư Thẹo bắt rồi đánh quá trời luôn á chị. Cái gì? Đánh nhiều lắm, đánh rồi còn dẫn Thành đi đâu nữa. Trời ơi, thằng nhỏ có làm gì đâu mà đánh nó trời. Đánh nhiều lắm, đánh mà Thành la quá trời luôn chị. Em sợ quá, lỡ như mà Thành chết á, chắc là em có tội lớn lắm á chị. Khoan khoan, bình tĩnh đi, bây giờ em có biết là nó dẫn Thành đi đâu không? Em nghe nói là dẫn tới chỗ của chú Hai Thiện. Em nghe nói vậy á chị. Giờ sao chị? Khoan, bây giờ dẫn tới chỗ Hai Thiện đúng không? Dạ. Em phải dùng mỹ nhân kế rồi. Chị nói gì vậy?
thì để cứu ông Thành chứ làm chi. Em là người vợ trẻ nhất của ổng á, em tới xin ổng tha cho nó đi. Bây giờ em đẹp em nói gì ổng cũng nghe hết trơn á. Thà em cắn lưỡi chết chứ em không làm vậy. Em không làm vợ bé của ổng đâu. Ừ, 20 bà vợ trước của ổng cũng nói y vậy đó. Rồi bây giờ nhìn bà nào bà đó hả, vui như tết. Mà em khác, Thành hứa là sẽ bóc bọc em mà. Với lại em làm vợ bé của ổng, lỡ mốt cậu Hai Sơn về mặt mũi nào cũng gặp cậu Hai nữa. Cậu Hai Sơn mà về gặp em á, chị đi bằng cái đầu luôn á. Chị đừng nói vậy, em vẫn chờ, con em cũng chờ. Chị cháu, em xin chị á, chị nghĩ cách gì cứu em đi chị. Cứu em cái gì? Sao em ích kỷ, em chỉ nghĩ cho em không vậy? Em phải cứu thằng Thành kìa. Cũng vì em mà bây giờ nó bầm dập tơi tả. Còn cậu Hai Sơn của em á, chắc bây giờ cao chạy xa bay quá. À, ngủ tạm ở đây đi. Tốt số lắm mới được ngủ ở đây đó. Phòng này chỉ có mình tao ở thôi. Đàn em thân tính tới đây lai rai á, rồi ai về nhà nấy. Nhưng mà chú đâu cần phải giữ con ở đây, phòng con có sát bên mà. Tao thả mày ra để mày dẫn con Dương đi trốn mà. Tao làm như vậy á là muốn cảm ơn mày cái vụ mày đã giấu và chăm sóc vết thương cho tao. Đối với tao đó là cái ơn lớn, ơn đền thì quán trả. Còn cái vụ con Duyên, tao không để mày qua mặt tao đâu. Nhưng con có làm gì sai đâu, con chỉ muốn bảo vệ Duyên. Cái chuyện á, mày nhận làm chồng con Duyên, chỉ tổ làm thiên hạ chê cười thôi. Ai ở đây không biết, mày không phải là tác giả của bào thai đó. Con có phải là cha của đứa bé hay không á, con cũng mặc kệ. Nhưng mà con đã hứa là con giúp Duyên thì con phải làm. Đàn ông chỉ có một lời thôi. Tao cũng chỉ nói một lời thôi. Tao phải nuôi con Duyên. Nhưng mà Duyên về với chú là Duyên sẽ khổ. Chú có 20 bà vợ rồi, sao chú tham lam quá vậy? Tao không muốn con Duyên theo mày, là tao muốn cứu cả hai đứa khỏi cảnh đói khổ sau này. Tao hỏi mày, mày có biết một người phụ nữ từ lúc mang thai cho đến lúc sinh đẻ, họ cần phải có những gì không? Làm sao mày biết được, đúng không? Cho nên tao không muốn con Duyên phải thiếu thốn trong lúc bụng mang dạ chữa. Chú, con kính nể chú thiệt, nhưng con không để Duyên làm vợ bé của chú đâu. Thôi được rồi, tao sẽ có cách. Thỏa thuận như vậy, tao với mày sẽ tỉ thí tay đôi. Ai thắng sẽ được nuôi con Duyên. Nhưng mà... Sao? Sợ rồi chứ gì? Vậy thì quên chuyện con Duyên đi, ngủ đi. Được, con sẽ tỉ thí tay đôi với chú. Được, mày ngon, dưỡng sức cho khỏe đi. Chứ bây giờ tao không thể nào tỉ thí tay đôi với cái thằng vừa què hoặc vừa chạy đuổi của mày.